Các bạn đang nghe truyện sông băng tận thế ta trữ hàng chục tỷ vật tư trên kênh TV Audio CV. Chương 824, Thở Phào Lý Kiếm nhìn về phía toàn trường như tu la địa ngục ở trước mắt, cảm thấy nỗi đau đớn trong lòng. Hắn từng dẫn những người bạn hàng xóm đến bái tuyết giáo, nhưng giờ đây hầu hết họ đã chết trong những đợt tập kích của zombie. Trên gương mặt hắn không tránh khỏi xuất hiện vẻ tự trách. Trương Kiến Phương An ủi hắn, đừng quá khổ sở, ngươi cũng đã làm hết sức mình. Trong thời đại này, chúng ta chỉ có thể cố gắng để bản thân mình sống qua từng ngày. Đây không phải lỗi của ngươi. Lý kiếm thở dài, đi giúp đỡ người khác bê cán cứu thương cho thương binh. Còn cô gái trẻ từ bội bội cũng năng nổ trên chiến trường, băng bó vết thương cho thương binh, mang nước nóng đến sưởi ấm họ. Một lúc sau, biên quân vũ và nhóm của hắn trở lại. Họ có vẻ mệt mỏi, không còn sự thông dong và bình tĩnh như trước. Bách Lý Trường Thanh đỡ lấy ngô địch, người luôn tỏ ra oai phong, giờ đây trông tái nhợt như giấy vàng, với đôi chân yếu ớt như không còn sức lực. Khổng sanh, người sở hữu năng lực hệ cường hóa, có vai bị thương và cánh tay bị biến dạng, rõ ràng đã bị thương nặng trong chiến đấu. Máu và thương tích trên người cả bảy người, mỗi người đều có vẻ ngoại thương khác nhau. Nhưng trên mặt họ lại hiện lên nụ cười nhẹ nhõm. Rõ ràng, họ đã hoàn thành nhiệm vụ trảm thủ, không hề dễ dàng hơn nhóm của Trương Dịch nhưng họ đã thành công. Khi đội điều tra trở về bái tuyết giáo, biên quân Vũ nhìn về phía những người sống sót, không biểu hiện quá nhiều cảm xúc. Trận chiến này là một chiến thắng thảm khốc, mỗi người đều đã dùng hết sức lực, không còn gì để nói thêm. Trương Dịch tiến lên hỏi biên quân Vũ, các người đã giết hết thi vương, biên quân Vũ lạnh lùng đáp, tất cả có 5 con, chúng ta đã giết hết. Thi thể đang ở trong xe. Vậy thì tốt quá sau khi nhận được câu trả lời khẳng định từ biên quân vũ mọi người đều thở phào nhẹ nhõm sau khi mất đi thi vương chỉ huy lượng zombie còn lại ở thành phố thiên hải dù nhiều chỉ còn là những nhóm nhỏ rải rác ít nhất không còn phải lo lắng về những hoạt động quy mô lớn như trước nữa việc xử lý từng nhóm như vậy sẽ dễ dàng hơn trương dịch suy nghĩ một chút rồi từ không gian khác lấy ra một số thức ăn dị năng đưa cho biên quân vũ đây là cái gì biên quân vũ hỏi với vẻ tò mò đây là thức ăn do dị nhân chế tạo giúp phục hồi năng lượng dị năng thể lực và tinh thần rất hữu ích khi sử dụng trương dịch nói với nụ cười biên quân vũ nghe xong cũng mỉm cười dù cười của hắn ta có vẻ gượng gạo hắn không ngần ngại nhận lấy thức ăn từ tay trương dịch và sau đó cùng với đội viên của mình trở về xe với tin tức về việc tất cả các thi vương đã bị tiêu diệt mọi người cảm thấy có thể nghỉ ngơi một chút do quá mệt mỏi không ai muốn nói chuyện nhiều những nhân viên chiến đấu quay trở lại nơi nghỉ ngơi của mình còn những người không tham gia chiến đấu thì phụ trách cung cấp thức ăn và điều trị màn đêm buông xuống yên tĩnh sau một ngày nghỉ ngơi tình trạng tinh thần và thể chất của mọi người đều đã phục hồi tuy nhiên vẫn còn quá nhiều thương binh và với tình trạng hiện tại không thể rời đi được do đó mọi người quyết định tiếp tục ở lại khu vực của bái tuyết giáo để sắp xếp và phục hồi trước khi quay trở về một vấn đề khác là thành phố thiên hải vẫn còn đại lượng zombie dù đã mất đi sự kiểm soát của thi vương nhưng bản năng tấn công con người của chúng vẫn còn vì vậy mọi người quyết định tụ tập cùng nhau ở nơi an toàn nhất trương dịch và nhóm của mình có thể rời đi nhưng dưới sự yêu cầu của biên quân vũ hắn đã quyết định không rời đi hiện tại nhóm của họ lại trở thành đội quân mạnh nhất trong liên quân này Biên quân Vũ hy vọng họ sẽ bảo vệ mọi người cho đến khi mọi người khôi phục sức khỏe và có thể rời đi. Dù Trương Dịch muốn trở về nơi ẩn nút của mình, nằm trên chiếc giường mềm và ôm Chu Khả Nhi ngủ, nhưng vì mặt mũi của khu vực Giang Nam, hắn đã quyết định ở lại. Nhóm của hắn chủ yếu phụ trách việc dọn dẹp các zombie xung quanh khu vực. Công việc này đối với Trương Dịch và nhóm của hắn khá nhẹ nhõm. Những nhóm zombie nhỏ chỉ vài ngàn con, mất đi sự kiểm soát của thi vương, chúng chỉ còn lại bản năng hành động và sức chiến đấu không mạnh lắm và dị nhân hợp sức cũng có thể dễ dàng giải quyết chúng trong những ngày qua mọi người cảm nhận rõ ràng rằng vấn đề zombie đã không còn nghiêm trọng như trước bọn họ có thể từ từ thanh lý chúng biên quân vũ và nhóm của hắn cũng đã quan sát sau khi xác nhận rằng thành phố thiên hải không còn zombie với quy mô cỡ lớn hoạt động họ mới quay trở về khu vực giang nam qua nhiều ngày chiến đấu và chung sống Mối quan hệ giữa năm thế lực lớn cũng có những thay đổi rõ ràng. Hiện nay, việc gọi họ là các thế lực lớn có lẽ đã không còn phù hợp. Mỗi người trong họ đã mất đi hơn 80% lực lượng trong trận chiến này. May mắn thay, các thế lực nhỏ khác ở thành phố Thiên Hải cũng chịu ảnh hưởng nặng nề từ zombie, nếu không sau trận chiến này, họ có thể đã không giữ được lãnh thổ của mình. Trong một thành phố hầu như không còn ai sống, dù lãnh thổ có lớn đến mấy cũng khó mang lại cảm giác vui vẻ vì thế mối quan hệ cạnh tranh giữa năm thế lực đã giảm bớt mọi người dường như có chung mục tiêu và thậm chí cảm thấy như đồng hành cùng nhau trương dịch cảm nhận rõ nhất sự thay đổi này trong khoảng thời gian này các thế lực khác đều thể hiện thiện ý với nhóm của hắn trong số năm thế lực tổn thất của nhóm trương dịch là nhỏ nhất thậm chí có thể nói ngoại trừ việc tiêu hao một số lượng lớn đạn dược nhóm của hắn cũng không chịu bất kỳ tổn thất nào khác và vũ khí đạn dược vốn không phải là thứ quá đắt đỏ trương dịch sở hữu kho vũ khí riêng và nhờ lục khả nhiên một chuyên gia về máy móc không ngừng chế tạo vũ khí cho hắn do đó trong tương lai gần đội của trương dịch sẽ là thế lực mạnh nhất tại thành phố thiên hải tiêu hồng luyện là người đầu tiên đến gặp trương dịch để thể hiện thiện chí trương dịch dù chúng ta đã có những khúc mắc trước đây nhưng bây giờ thành phố thiên hải tan hoang số người sống sót có thể không đến 10.000 chúng ta có thể trở thành bạn không chúng ta đều không chịu nổi chiến tranh khốc liệt nếu cần sự giúp đỡ từ ta xin cứ nói ra tiêu hồng luyện nở nụ cười hào phóng và tự tin mở lời với trương dịch cô là một phụ nữ mạnh mẽ có khả năng lãnh đạo đội quân và chiến đấu dũng cảm trên chiến trường để lại ấn tượng sâu đậm cho trương dịch khác biệt với những người phụ nữ khác bên cạnh trương dịch cô là người phụ nữ cường tráng với năng lực vượt trội trương dịch người yêu thích hòa bình đương nhiên không từ chối lời chủ động làm quen dù trước đây đã có những cuộc chiến tranh giành tài nguyên không liên quan đến mâu thuẫn cá nhân do đó hắn bắt tay với cô và cười nói ta luôn ngưỡng mộ những người phụ nữ như ngươi có thể lãnh đạo một thế lực lớn hắn tò mò hỏi ta thấy kỹ năng chiến đấu của ngươi rất tốt trước đây ngươi có phải làm việc trong quân đội hoặc ngành cảnh sát không tiêu hồng luyện cười nhẹ ta từng làm việc ở đội cảnh sát hình sự của sở cảnh sát thành phố thiên hải Trương Dịch cười và nói, quả nhiên, một nữ hào kiệt, hắn bỗng nhiên cười mắt hiếp lại và nói với Tiêu Hồng Luyện, vậy có nghĩa là ngươi có thể nắm giữ thông tin cá nhân của mỗi người trong chúng ta rồi, Tiêu Hồng Luyện trả lời thoải mái, đúng vậy, ta có hầu hết thông tin cá nhân của các ngươi. Tuy nhiên, điều đó chỉ giới hạn trong thời gian trước thảm họa tận thế. Sau khi Tiêu Hồng Luyện rời đi, Ngụy Định Hải nhanh chóng tìm đến. Hắn là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, có kỹ năng xử lý các mối quan hệ xã hội một cách khéo léo. Khi gặp Trương Dịch, hắn đã tỏ ra rất nhiệt tình và khen ngợi Trương Dịch không ngớt. Những lời khen như tuổi trẻ tài cao và trời sinh soái tài vang lên không ngừng. Trương Dịch, không biết ngươi có hứng thú với việc ra khơi không? Nếu rảnh rỗi, ta có thể dẫn ngươi đi ra xem biển. Ở đó, một thế giới rộng lớn đang chờ đợi, Ngụy Định Hải Hào hứng mời chào đương dịch suy nghĩ về đại hải bao la không khỏi mê đắm tuy nhiên hắn lại nghĩ đến những sinh vật nguy hiểm có thể tồn tại dưới đại dương mênh mông hơn cả trên lục địa và quyết định lắc đầu từ chối thay vì điều đó ta vẫn muốn ngươi chỉ dẫn ta đến những cái hố có cá nó sẽ thực tế hơn một chút ngụy định hãy cười lớn không thành vấn đề lần sau chúng ta đi biển về ta sẽ mang cho ngươi những hố cá đông lạnh tươi mới nhất cá sống không phải là một lựa chọn đáng tin cậy chỉ có cá ở biển sâu mới có thể tồn tại trong điều kiện khắc nghiệt của đại dương, nhưng chúng cũng sẽ chết khi bị đánh bắt. Trương Dịch hỏi, lần này có nhiều người chết như vậy, liệu chuyến đi ra biển có an toàn không? Nụ cười trên mặt Ngụy Định Hải dần trở nên nhạt nhòa. Hắn cúi đầu, thở dài khe khẽ, hơn phân nửa nhân viên chiến đấu đã tử vong, nhưng ta vẫn còn giữ lại một số nhân viên trên tàu. Với họ, ta vẫn có thể tiếp tục hành trình ra biển, sau đó, Ngụy Định Hải bày tỏ ý định tương tự như Tiêu Hồng Luyện. Thành phố Thiên Hải sau trận chiến này đã chịu tổn thương nặng nề và không ai biết còn bao nhiêu người sống sót. Thành phố lớn từng có hơn 20 triệu dân này giờ đây đã trở nên vắng vẻ. Mọi người đều kiệt sức và không còn hy vọng tiếp tục chiến đấu. Huống chi, với số ít những người còn lại, nguồn tài nguyên thì đủ dùng, không cần thiết phải tranh giành lẫn nhau. Sau đó, Trịnh Dật Tiên và Hình Thiên cũng đã đến. Trên khuôn mặt Trịnh Dật Tiên, nỗi đau thương sâu sắc hiện rõ. Trong trận chiến này, bái tuyết giáo của họ đã chịu tổn thất nặng nề nhất. Không chỉ có nhân viên chiến đấu, mà còn cả giáo đồ của họ. Trong số hơn 5.000 người, có đến hơn 4.000 người đã tử vong. Số người sống sót không được kiểm kê cụ thể, nhưng kể cả những nhân vật cao cấp trong giáo hội và giáo chúng thông thường, con số này không vượt quá 800. Các nhà khác cũng tỏ ra thông cảm với bái tuyết giáo. Hình thiên, dựa vào mối quan hệ là bạn học cũ với trương dịch, đã nhanh chóng đứng cạnh và hỗ trợ lão trương từ nay thành phố thiên hải sẽ là lãnh thổ mạnh nhất của các ngươi ngươi phải bảo vệ ta đấy hình thiên cười toe tết nói thực tế trong năm đại lực lượng tỷ lệ thương vong của nhóm của họ gần ngang bằng với đội của trương dịch dị năng của hình thiên có thể tăng cường sức mạnh cho nhiều người biến lính thường thành nhân viên chiến đấu siêu cấp vì vậy quân đoàn của hình thiên chỉ mất đi khoảng một nửa trong chiến trận những người còn lại vẫn mạnh mẽ như rồng hung dữ như hổ trương dịch tức giận liếc nhìn hình thiên bây giờ ngươi cũng đừng vội vàng lạc quan nguy cơ zombie ở thành phố thiên hải vẫn chưa qua đi đâu ha ha thi vương đã được xử lý sạch sẽ rồi những zombie còn lại không đáng lo ngại hình thiên nói với vẻ vui vẻ trương dịch cười lạnh ngươi cũng nên suy nghĩ kỹ hơn trận chiến này liệu có thu hút tất cả thi vương hay không chẳng ai là rõ ràng cả Hình Thiên trở nên lo lắng. Hình Thiên lập tức phản bác, nếu còn thi vương sống sót, tại sao chúng không tấn công nhân loại, lợi dụng lúc chúng ta yếu đuối, đó chắc chắn là thời cơ tốt nhất để chúng tấn công. "Lão Trương, ngươi suy nghĩ có hơi quá nhiều rồi phải không?" Trương Dịch khẽ nhíu mày, không chắc chắn liệu suy nghĩ của mình có đúng không. Hắn thường xuyên suy nghĩ mọi chuyện theo hướng tồi tệ nhất. Mặc dù quan điểm bi quan này có thể không mang lại hạnh phúc, nhưng nó giúp tránh phạm phải sai lầm lớn khó mà nói cẩn thận luôn tốt hơn ngươi cũng nên chú ý hơn nữa ừ ta đã nhớ kỹ rồi hình thiên gật đầu tuy nhiên liệu hắn ta có thực sự để tâm hay không thì lại là chuyện khác sau trận chiến này không khí giữa các thế lực lớn ở thành phố thiên hải trở nên hòa hợp hơn có vẻ như cuộc tấn công của zombie đã trở thành điều tốt điều này nhắc nhở về lời nói của một tổng thống rằng khi nhân loại phải đối mặt với sự tấn công từ sinh vật ngoài hành tinh mọi mâu thuẫn nội bộ có thể sẽ không còn là vấn đề nữa tuy nhiên trong lòng trương dịch vẫn luôn có một cảm giác mơ hồ khó xóa bỏ hắn nhìn những người sống sót của bái tuyết giáo bái tuyết giáo đã chịu thương vong nặng nề khiến ai cũng cảm thấy thương cảm với họ trương dịch yên lặng gọi chu khả nhi đến bảo cô ngồi lên xe cùng mình hắn có việc quan trọng cần làm chu khả nhi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của trương dịch khuôn mặt cô hơi đỏ lên gần đây họ đều bận rộn chuẩn bị đối phó với vấn đề zombie thực sự có một số chuyện đã bị trì hoãn bây giờ đã trở nên tĩnh lặng việc xử lý một chút cũng rất bình thường được ôn nhu gật đầu sau đó cẩn thận bó tóc của mình trước khi bước vào xe trương dịch nhắc nhở từ béo và một số người khác giữ gìn an toàn cho hắn dù ai đến tìm ta cũng đừng để họ lại gần hiểu chưa trên khuôn mặt lạnh lùng của lương duyệt hiện lên một vẻ bất thường cô quay đầu đi lạnh lùng hừ một tiếng từ béo lại nhanh chóng đáp lời vâng vâng ta sẽ chắc chắn bảo vệ vị trí của ngươi lão đại ai đến cũng phải chờ trương dịch gật đầu rồi leo lên xe và nhanh chóng đóng cửa kéo hết rèm lên xe có khả năng cách âm tốt nên tiếng ồn bên ngoài không thể xâm nhập vào bên trong lương duyệt vưu đại thúc và từ béo bắt đầu nghỉ ngơi ở gần đó trên mặt lương duyệt có vẻ không thoải mái cô không ngờ mình lại phải đứng gác cho những việc như thế này ngược lại vưu đại thúc tỏ ra khá thoải mái hắn cười nói dù sao trương dịch cũng là thanh niên mà ngọn lửa tình cảm của hắn đang thịnh vượng nói xong hắn khẽ thở dài một cách khó nhận ra thật đáng tiếc chu hải mỹ không ở đây trương dịch lên xe thấy chu khả nhi đã cởi áo khoác ngồi tươi cười trên giường thoải mái ngả lưng và bắt chéo chân ánh mắt cô tràn đầy quyến rũ trương dịch ngồi xuống bên cạnh cô khả nhi có một việc rất quan trọng ta muốn hỏi ý kiến của ngươi một chút chu khả nhi ngạc nhiên nhìn trương dịch thấy vẻ mặt chân thành của hắn cô nhận ra mình đã hiểu lầm trên khuôn mặt cô xuất hiện vẻ ngượng ngùng ngươi muốn hỏi ta về vấn đề gì trương dịch trả lời nghiêm túc là về việc ta đã nhờ ngươi giúp ta quan sát sự kiện nguyên không giả lúc trước hắn nheo mắt hồi tưởng lại đêm kinh hoàng mà zombie đột kích hôm đó mọi người quá căng thẳng thần kinh luôn trong tình trạng căng thẳng tột độ không có thời gian để suy nghĩ về những sự kiện khác nhưng bây giờ khi nhớ lại có nhiều điều không hợp lý chẳng hạn nguyên không dạ đã biểu hiện ra dị năng của thuộc tính băng dựa vào hiểu biết của trương dịch trước đây nguyên không dạ được xem là giáo chủ của bái tuyết giáo sở hữu hai loại năng lực khác nhau chúc phúc nó có thể giúp cô ngưng tụ băng phách từ cơ thể hỗ trợ người khác thức tỉnh dị năng hoặc nâng cao cường độ dị năng ban ân giúp chữa trị những đau đớn trên cơ thể người khác việc một người sở hữu cùng lúc hai loại dị năng không phải là không có và cả hai năng lực này đều hướng tới việc tăng cường hoặc hỗ trợ những suy nghĩ này có vẻ hợp lý tuy nhiên việc cô ta biểu hiện ra năng lực thuộc tính băng vào đêm đó lại là điều gì đã xảy ra điều này hoàn toàn khác biệt với hai loại năng lực và mà cô ta đã có trước đây trương dịch đã chứng kiến sức mạnh của nguyên không dạ khi cô dễ dàng đánh bại hai đồng giáp phi thi cường hãn rõ ràng lực lượng của cô vô cùng mạnh mẽ trương dịch sau đó phán đoán khả năng chiến đấu của cô không hề thua kém tiêu hồng luyện và ngụy định hải đây là điều hắn không thể lý giải hãy nhớ lại kỹ càng khi ngươi gặp nguyên không dạ có nhận ra điều gì bất thường trên người cô ta không đặc biệt là trong đêm bị tấn công cô ta đã chiến đấu như thế nào chu khả nhi không hiểu tại sao trương dịch đột nhiên hỏi về nguyên không già dạ. theo cô bái tuyết giáo chính là nạn nhân lớn nhất trong chiến dịch này mọi người đều thông cảm với họ không nên nghi ngờ họ tuy nhiên vì trương dịch hỏi cô cố gắng nhớ lại một cách kỹ lưỡng ừm trong những ngày qua cô ấy hầu như chỉ cầu nguyện và an ủi các giáo chúng khác nhưng nếu phải nói về điều đặc biệt thì có một lần cô ấy nói có thể giúp ta thức tỉnh dị năng trong mắt trương dịch lóe lên một tia sáng cô ta nói muốn giúp ngươi thức tỉnh dị năng ngươi đã đồng ý chưa chu khả nhi vội vàng lắc đầu với nụ cười trên môi không ta không đồng ý mặc dù ta rất muốn trở thành dị nhân nhưng ta nhớ lời dặn của ngươi luôn giữ cảnh giác với mọi người vì thế ta đã từ chối cô ấy trương dịch gật đầu yên tâm sự ân cần mà không có lý do ở đằng sau nếu không phải lừa đảo thì là kẻ trộm Nguyên không dạ không thể nào tự tế đến mức tùy tiện chia sẻ băng phách quý giá với người khác. Trừ phi cô ta có mục đích đặc biệt nào đó. Trương Dịch khoanh tay, chìm đắm trong suy tư, bắt đầu làm rõ các mảnh ghép của bí mật này. Trương Dịch mơ hồ cảm thấy mình dường như đã nắm bắt được điểm mấu chốt của sự việc. Thậm chí, một suy nghĩ mạo hiểm vô cùng bắt đầu chậm rãi hình thành trong đầu hắn. Khả Nhi, hãy tiếp tục nói, kể chi tiết về những chuyện liên quan đến cô ta đừng bỏ sót điều gì chu khả nhi gật đầu sau đó tiếp tục kể sau khi ta từ chối cô ấy cô ấy chỉ nói rằng nếu ta thay đổi quyết định bất cứ lúc nào cũng có thể tìm cô ấy cô ấy cũng không ép buộc ta điều này khiến ta cảm thấy cũng không tệ lắm sau đó chính là lúc hai quái vật phá trần sông vào và tiến vào giáo đường chu khả nhi nhớ lại lúc đó ta ngồi ở hàng đầu tiên rất gần nguyên không dạ vì vậy khi cô ấy ra tay, ta đã quan sát rất kỹ. Hai quái vật lao xuống, mục tiêu đầu tiên là cô ấy. Tốc độ của cô ấy rất nhanh, chỉ cần một cái vẫy tay nhẹ nhàng, hai quái vật ngay lập tức bị đóng băng giữa không trung. Sau đó cô ấy chỉ vung tay như đuổi mũi, và hai quái vật bị quét bay ra ngoài. Cửa ở giáo đường cũng bị đập hỏng, Chu Khả Nhi mô tả sinh động. Trương Dịch nghe xong, cảm thấy da đầu tê rần, thậm chí cả lưng cũng rợn lên một cảm giác lạnh thấu tâm can. Năng lực hệ băng tuyết, có thể trong nháy mắt đóng băng hai đồng giáp phi thi mạnh mẽ. Phản ứng cực kỳ nhanh, thêm vào đó sức mạnh thân thể cường đại. Đây là biểu hiện của một dị nhân hệ cường hóa. Không phải điều này có nghĩa là cô ấy đồng thời sở hữu ít nhất bốn loại dị năng khác nhau sao, trương dịch cuối cùng đã hiểu, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ, hắn rốt cuộc nhận ra tại sao bái tuyết giáo lại dễ dàng đến vậy trong việc chia sẻ băng phách với mình hơn nữa nguyên không dạ còn hào phóng chia sẻ băng phách với các thế lực lớn tại thành phố thiên hải cô ta thậm chí còn tận dụng đại pháp lệnh để không ngừng truyền bá giáo lý tìm kiếm những người có tiềm năng và tặng băng phách cho họ cho dù những người sở hữu tiềm chất dị năng này không gia nhập bái tuyết giáo hoặc thậm chí trở thành kẻ thù của giáo phái vẫn không quan trọng bởi vì thực chất năng lực của nguyên không dạ không phải là chúc phúc mà là tử vong quay về theo đó một khi dị nhân đã sử dụng băng phách và thức tỉnh dị năng qua đời năng lực của họ sẽ quay về cơ thể của nguyên không già dạ. như vậy cô ta có thể sở hữu vô số loại dị năng và cường độ dị năng của cô ta cũng phi thường mạnh mẽ trong cuộc chiến năm quân trương dịch đã tìm thấy nhiều xác chết của dị nhân không còn bản nguyên năng lực trước đây hắn không hiểu nguồn gốc năng lực của những người này đi đâu sau khi họ chết bây giờ hắn mới hiểu họ chính là những người đã thức tỉnh dị năng nhờ băng phách và sau đó sức mạnh của họ đã trở về cơ thể của nguyên không dạ loại quay về này còn có thể tăng cường sức mạnh của chính cô ta và trong vài tháng của tận thế không biết nguyên không dạ đã âm thầm hấp thu bao nhiêu năng lực dị nhân đừng nói là sau vài trận chiến dịch số lượng dị nhân tại thành phố thiên hải tử vong vô số kể đột nhiên một suy nghĩ càng mạo hiểm hơn nổi lên trong đầu trương dịch phải chăng kẻ đứng sau làm zombie nổi loạn tại thành phố thiên hải chính là nguyên không dạ càng suy nghĩ trương dịch càng cảm thấy kinh hoàng nếu thực sự như vậy vậy người mà trông có vẻ vô hại và thành kính của giáo phái trên thực tế lại là kẻ ác ma tàn bạo và phi nhân tính nhất tại thành phố thiên hải giờ đây trương dịch không thể tưởng tượng được sức mạnh thực sự của nguyên không dạ là bao lớn hắn trở nên nghiêm túc và lo lắng đến đáng sợ chân không kiểm soát được mà bắt đầu run rẩy một biểu hiện của sự căng thẳng mặc dù những suy đoán này chỉ mới là tưởng tượng của hắn chỉ khi nào chúng trở thành sự thật, nghĩa là hắn sẽ sớm phải đối mặt với một quỷ dữ vô cùng đáng sợ. Nhưng may mắn, hiện tại đó chỉ là giả thuyết. Có một số điểm trương dịch không thể tự thuyết phục bản thân. Đầu tiên là về zombie. Nếu bái tuyết giáo thực sự có khả năng kiểm soát đông đảo zombie như vậy, thì trước đây họ không cần phải liên tục chịu sức ép từ các thế lực lớn. Dựa vào sức mạnh của zombie, họ có thể dễ dàng đánh bại thành phố Thiên Hải. Thứ hai, mục đích của Nguyên không dạ là gì, làm giáo chủ của một Six phái, tự xưng là người tín đồ trung thành nhất của thần minh, cô ta có lý do gì để phá hủy cơ sở của chính mình? Số người chết trong bái tuyết giáo qua những trận chiến này chỉ có thể mô tả là thảm khốc, gần như không còn ai sống sót. Không có tín đồ, liệu bái tuyết giáo còn có thể tồn tại như một giáo phái không? Không hiểu nổi, ta thực sự không thể hiểu nổi, Trương Dịch nói trong sự hỗn loạn, nhắm mắt lại. Hắn cũng hy vọng đó chỉ là do mình suy nghĩ quá nhiều nhưng những dấu vết và liên kết giữa chúng khiến hắn không thể không nghi ngờ chu khả nhi vội vã đến an ủi trương dịch ngươi bị làm sao vậy trương dịch không nói gì chìm trong sự im lặng lâu dài quả thật tất cả những suy đoán này chỉ là tưởng tượng của trương dịch mà thôi ngoài việc biết nguyên không dạ sở hữu nhiều loại dị năng hắn cũng không có bằng chứng nào khác có thể chứng minh những suy đoán của mình ngay cả khi nói ra e rằng cũng không ai sẽ tin hơn nữa hiện tại hắn cũng không muốn gây ra hỗn loạn hy vọng đó chỉ là do mình suy nghĩ quá xa rồi trương dịch tự nhủ hắn ngẩng đầu nhìn chu khả nhi đang lo lắng và mỉm cười không có gì ngươi đã làm rất tốt nhưng nhớ kỹ đừng bao giờ tìm đến nguyên không dạ điều đó sẽ không an toàn chút nào chu khả nhi gật đầu vâng ta nhớ rồi nhưng ngươi có vẻ như đang lo lắng về điều gì đó trương dịch nhíu mày suy nghĩ một chút rồi quyết định không kể cho chu khả nhi nghe dù sao những suy đoán này chỉ là của hắn mà thôi nhưng nếu giả thuyết của hắn trở thành sự thật và nguyên không giả biết được hắn nghi ngờ cô ta hậu quả chắc chắn sẽ không như hắn mong muốn sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với chu khả nhi trương dịch bước xuống xe hắn nhìn ngắm tòa giáo đường màu trắng của gô tích tâm trạng vô cùng phức tạp liệu mình có phải đã suy nghĩ quá xa hay mọi chuyện thực sự là như vậy nếu như bái tuyết giáo thật sự kiểm soát được thi triều họ hoàn toàn không cần phải chờ đến bây giờ mới hành động trừ khi có lý do đặc biệt nào đó nhưng nếu nguyên không dạ thực sự là kẻ đứng ở đằng sau thì vào đêm mấy ngày trước cô ta hoàn toàn có thể lợi dụng lúc mọi người suy yếu để tiêu diệt tất cả điều này lại có vẻ không hợp lý thêm vào đó từ bộ dạng của cô ta cũng không giống như người có thể thao túng thi triều càng nghĩ trương dịch càng thấy logic không ổn dù nhìn từ bất cứ phía nào bái tuyết giáo cũng không có điều kiện và lý do như vậy sự nghi ngờ của trương dịch chỉ bắt nguồn từ việc nguyên không dạ sở hữu nhiều loại dị năng có lẽ ta nên âm thầm điều tra thêm trương dịch nghĩ thầm lúc này hắn nghe thấy tiếng ho khang của biên quân vũ từ đằng xa hắn ngẩng đầu và thấy ngô địch cùng bách lý trường thanh đang lo lắng nhìn biên quân vũ biên quân vũ đang che miệng bằng khăn tay trắng và ho kịch liệt dường như muốn ho ra cả phổi trương dịch nhíu mày liệu có phải do nguyên không dạ đang e ngại những người đến từ giang nam đại khu không hắn cảm thấy mình gần như đã mất lý trí trương dịch dường như đang trở thành một người mê thuyết âm mưu nhìn mọi thứ xung quanh với ánh mắt nghi ngờ hắn lắc đầu cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ rối ren trong đầu sang một bên sau đó trương dịch hướng tới biên quân vũ và nhóm điều tra khi thấy trương dịch biểu hiện trên mặt mọi người trong đội khác nhau đa số họ có vẻ thân mật bởi biên quân vũ đã từng đề cập ý định muốn mời trương dịch gia nhập đội điều tra biên quân vũ bị ảnh hưởng bởi dị năng không còn nhiều thời gian sống nên hắn ta luôn tìm kiếm thành viên mới cho đội màn trình diễn của trương dịch ở thành phố thiên hải cùng với những chiến công xuất sắc hắn ta đạt được vài ngày trước đã khiến mọi người trong đội công nhận năng lực của hắn mặc dù kỹ năng bắn tỉa của hắn ta và kỳ quan minh có phần trùng lập nhưng việc có hai tay súng trong đội không phải là vấn đề lớn nhất là khi họ có những kỹ năng khác nhau ở các phương diện khác chỉ có ngô địch luôn có ánh mắt không mấy thiện cảm khi nhìn trương dịch trương dịch không rõ mình từng làm gì để đắc tội với ngô địch nhưng hắn không thích gây rối và quyết định phớt lờ biên đội trưởng cơ thể ngươi thế nào rồi trương dịch tiến lại gần ân cần hỏi thăm biên quân vũ biên quân vũ gỡ khăn tay để lộ vết máu đỏ sậm trương dịch không khỏi lo lắng hiểu rằng tình trạng sức khỏe của biên quân vũ đã trở nên nghiêm trọng có vẻ như trong lần hành động gần đây biên quân vũ đã sử dụng năng lực của mình khiến tình trạng bệnh tật trở nên tồi tệ hơn trong lòng trương dịch cảm thấy tiếc nuối biên quân vũ là một nhà lãnh đạo thông minh sáng suốt và có thực lực mạnh mẽ nếu không có sự trợ giúp của hắn ta và đội của mình có lẽ thành phố Thiên Hải đã không thể tự mình giải quyết được nguy cơ zombie. Biên quân Vũ nói một cách thản nhiên, ta sẽ không sống được bao lâu nữa. Dù đang nói về sinh tử của mình, thái độ của hắn không hề biến động, như thể đã sớm hiểu rõ về cuộc sống và cái chết. Ngô Địch lo lắng nói, thủ lĩnh, đừng nói như vậy. Chúng ta hãy nhanh chóng quay về Bạo Tuyết thành. Ngài sẽ được chữa trị kịp thời và vết thương sẽ không trở nên tồi tệ hơn biên quân vũ lắc đầu hắn biết rõ tình trạng cơ thể mình mặc dù quân đội đã sử dụng mọi biện pháp để bảo vệ hắn một dị nhân cấp delta với kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhưng sự biến đổi trong cơ thể hắn là không thể đảo ngược mọi hậu quả của việc sử dụng năng lực đều phải được hắn chịu đựng biên quân vũ nói với trương dịch chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng xác nhận rằng không còn thi vương nào tồn tại ở thành phố thiên hải rồi quay về Hắn cười cười và nói, thành phố Thiên Hải hiện giờ đầy rẫy vết thương, sẽ khó mà phục hồi trước mọi thiên tai hoặc nhân họa. Ngươi có muốn cùng chúng ta quay về không? Không chỉ riêng ngươi, mà cả những người bạn bên cạnh ngươi cũng có thể đi cùng. Những người xung quanh trương dịch đều là những người xuất sắc. Nếu họ đến bạo tuyết thành, hẳn sẽ tìm được việc làm thích hợp. Trương dịch mỉm cười, ta hiện tại chưa quyết định. Nhưng có thể sau này sẽ đến. Ngô địch hừ lạnh, ngươi quả thực rất tự tin bạo tuyết thành không phải ai cũng có thể đến được trương dịch không tranh cãi chỉ mỉm cười nói ta còn có bạn bè ở đây hơn nữa thành phố thiên hải là quê hương ta quen thuộc đến nỗi khó lòng rời bỏ biên quân vũ không ép buộc hãy suy nghĩ kỹ lưỡng với năng lực của ngươi chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội lớn hơn trương dịch liếc nhìn những người xung quanh ngô địch với vẻ mặt không sợ hãi lúc nào cũng ngẩng cao đầu nhìn người. Trương Dịch không nói nhiều, chỉ để biên quân vũ chuẩn bị rời đi. Này, họ Trương. Nghe nói ngươi rất giỏi, ở thành phố Thiên Hải cũng được xem là cao thủ hàng đầu. Có muốn thử sức với ta không? Ngô địch đột nhiên gọi Trương Dịch, ánh mắt sắc lạnh nhìn chầm chầm vào hắn, giọng điệu chứa đựng sự khiêu khích. Một số thành viên đội điều tra xung quanh nhìn về phía họ, với vẻ mặt suy tư và ánh mắt thể hiện sự nghiền ngẫm sâu sắc. Biên quân vũ không lên tiếng hắn chỉ quan sát trương dịch muốn xem hắn sẽ phản ứng như thế nào nhưng trương dịch không chần chừ nhanh chóng giơ hai tay lên hắn chỉ cười nhẹ và nói với ngô địch ngươi a tha cho ta đi ta không giỏi đánh đấm sức mạnh của ta chỉ giới hạn ở việc bắn tỉa và vận chuyển vật tư ngươi là chiến binh xuất sắc của bạo tuyết thành nếu chúng ta chiến đấu không phải là ngươi đang ức hiếp ta sao ta xin thua, xin hàng, trương dịch dù không hiểu vì sao ngô địch lại có ác ý với mình. Nhưng hắn cũng không muốn chiến đấu khi không cần thiết. Hắn biết rõ, những kẻ háo thắng thường là người dễ tử vong nhất. Nếu hắn đồng ý chiến đấu, nghĩa là hắn muốn giết đối phương. Nhưng rõ ràng, giết ngô địch không mang lại lợi ích gì. Vì vậy, hắn từ chối chiến đấu. Ngô địch không ngờ trương dịch sẽ dễ dàng đầu hàng như vậy. Hắn ta tức giận chỉ vào trương dịch, Ngươi vẫn chưa chiến đấu, làm sao có thể dễ dàng chấp nhận thất bại? Dù sao ngươi cũng là một thế lực lớn ở thành phố Thiên Hải, làm sao có thể không cần mặt mũi như vậy? Trương Dịch cười và vẫy tay, làm gì có chuyện thế lực lớn gì ở đây. Chúng ta chỉ là nhóm bạn bè gặp nhau ở mùa đông giá lạnh chỉ để sưởi ấm cho nhau, ta chỉ cần được mọi người tôn trọng và lắng nghe. Ta còn nhiều việc phải làm, chúng ta có thể nói chuyện sau. Nói xong, Trương Dịch nhanh chóng rời đi không cho ngô địch cơ hội gây sự ngô địch tức giận đến run rẩy chỉ vào bóng lưng trương dịch và nói biên quân vũ thủ lĩnh người này quá nhút nhát ngươi thật sự muốn để hắn gia nhập chúng ta sao ngươi xem từ đầu đến chân hắn chẳng có gì phù hợp cả bách lý trường thanh bên cạnh cười ha ha biên quân vũ cũng mỉm cười hắn nhìn ngô địch với ánh mắt sâu xa và nói chính vì thế ta mới đánh giá cao hắn nếu mọi người trong đội điều tra giống như ngươi chúng ta sẽ gặp rắc rối. Trương Dịch không quan tâm đến sự khiêu khích của Ngô Địch. Hắn nghĩ rằng những người kiểu này sống ngang ngược và hỗn loạn như vậy trong thời tận thế sớm muộn gì cũng sẽ có số phận ngắn mũi. Nếu không phải vì sức mạnh của Ngô Địch và sự che chở của biên quân vũ, hắn đã sớm bị người khác giết chết. Nếu Ngô Địch thật sự đánh nhau với Trương Dịch, Trương Dịch có hàng trăm cách để làm cho cái chết của hắn trở nên xấu xí. Sau khi rời khỏi biên quân vũ. Trương Dịch cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì biết rằng họ sẽ không rời đi ngay lập tức. Hắn không lo lắng về tình hình hỗn loạn tại thành phố Thiên Hải, vì có sự hiện diện của các nhân vật mạnh từ giang nam đại khu. Hắn đi đến căn cứ Dương Thịnh để tìm Tiêu Hồng Luyện. Các binh sĩ tại căn cứ rất quen thuộc với Trương Dịch, họ kính nể hắn sau những trận chiến. Khi là đối thủ, họ sợ Trương Dịch, còn khi là đồng minh, họ tôn trọng hắn. "Trương tiên sinh, xin chờ một chút, ta sẽ báo cáo ngay." một đội trưởng dị nhân nói rồi đi tìm tiêu hồng luyện. Chỉ một lúc sau, tiêu hồng luyện đã đến trước mặt trương dịch. Có chuyện gì vậy? Tiêu hồng luyện hỏi một cách thoải mái. Trương dịch quan sát xung quanh và nói với cô, chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút, tiêu hồng luyện có vẻ ngạc nhiên, cô nhìn trương dịch từ trên xuống dưới và nói với vẻ mặt kỳ quái, nhà ngươi không thiếu phụ nữ. Ta cảnh cáo ngươi, đừng có nảy sinh ý đồ với ta. Trương dịch không nhịn được mà bật cười ngươi đã suy nghĩ quá nhiều. Ta chỉ có việc muốn nhờ sự giúp đỡ của ngươi. Ở đây người quá đông, không tiện nói chuyện. Được, chúng ta đi. Tiêu Hồng Luyện và Trương Dịch cùng nhau đi bộ một cách thông thả, giống như đang dạo bước trong khu quân sự, họ đi ngẫu nhiên trên mặt đất đầy tuyết và giữa các đống đổ nát. Khi thấy xung quanh không còn ai khác, Tiêu Hồng Luyện hỏi, có chuyện gì thì ngươi cứ nói đi. Trương Dịch đáp, trước đây ngươi có nói rằng, Ngươi có thể thu thập thông tin về mọi người ở thành phố Thiên Hải, phải không? Đúng vậy. Tiêu Hồng Luyện nhấp nháy mắt, nhìn Trương Dịch và hỏi, vậy ngươi muốn tra thông tin của ai? Cô nghĩ rằng Trương Dịch muốn tra cứu thông tin về ai đó, có lẽ là người thuộc về bái tuyết giáo tại khu vực này, vì người dân ở thành phố Thiên Hải gần như đã bị tiêu diệt hết. Tiêu Hồng Luyện rất tò mò về mục đích của Trương Dịch. Trương Dịch trả lời một cách thẳng nhiên, ta muốn thông tin về hai căn cứ Thanh Bồ, Triêu Vũ, cùng với thủ lĩnh bái tuyết giáo và các phụ tá của họ tiêu hồng luyện ngạc nhiên hỏi ngươi vẫn chưa yên tâm về họ à trương dịch mỉm cười không phải là không yên tâm chỉ là ta là người luôn cẩn thận thích chuẩn bị sẵn sàng để phòng tránh rủi ro mà thôi tiêu hồng luyện cười khẽ ngươi có muốn biết thông tin về chúng ta nữa không trương dịch cười to nếu ngươi sẵn lòng đó sẽ là điều tuyệt vời nhất mơ đi nhé tiêu hồng luyện từ chối ngay lập tức mà không cần suy nghĩ cô làm sao có thể để lộ thông tin cá nhân của mình cho trương dịch biết được trương dịch cười nhìn cô vậy ngươi có thể giúp ta được không tiêu hồng luyện nhíu mày ánh mắt lộ ra sự hoài nghi cô không chắc chắn về mục đích thực sự của trương dịch trong tay cô có thông tin nhưng thực sự không đủ chi tiết để giới thiệu về cuộc đời của mỗi người tuy nhiên sau khi tận thế đến cô đã tận dụng vị trí và quyền lực trước đây của mình để thu thập thông tin về những nhân vật quan trọng của mỗi thế lực vì vậy bộ sưu tập thông tin của cô có thể coi là khá đầy đủ nhưng những thông tin đó chủ yếu là từ thời kỳ trước tận thế nên hiện tại chúng không còn quá hữu ích đối với trương dịch việc lấy được những tài liệu này không phải là vấn đề lớn ta có thể đưa cho ngươi nhưng tiêu hồng luyện công khóe miệng ngươi muốn đổi lấy chúng bằng cái gì cô không định cung cấp thông tin miễn phí cho trương dịch trương dịch cười nhẹ ngươi muốn cái gì thực phẩm nguồn năng lượng hay vũ khí những thứ đó ta không thiếu tiêu hồng luyện vẫy tay bây giờ có quá nhiều người chết việc giải quyết vấn đề thiếu hụt tài nguyên ở thành phố thiên hải lại trở nên dễ dàng hơn cô tạm thời không cần những thứ đó nếu ta cung cấp thông tin cho ngươi ta hy vọng có thể nhận được một lời hứa từ ngươi hứa hẹn hứa hẹn cái gì trương dịch hỏi tiêu hồng luyện nhìn hắn cười nói nếu một ngày chúng ta gặp nguy hiểm ta hy vọng ngươi có thể giúp đỡ chúng ta một lần. Tận thế mà còn tin vào lời hứa, Trương Dịch trong lòng cảm thấy hơi buồn cười. Ngươi thấy lời hứa như vậy có ích gì không? Tiêu Hồng Luyện nói một cách nghiêm túc, ta thấy nó rất hữu ích. Tại thành phố Thiên Hải, chỉ còn chúng ta, và nếu muốn sống sót tiếp tục, chúng ta cần phải hợp tác và duy trì một trật tự xã hội nhất định. Nếu không, trong một môi trường hoàn toàn hỗn loạn, không ai có thể sống an tâm trương dịch suy nghĩ một chút và cảm thấy rằng điều kiện này khá dễ dàng để chấp nhận nếu sau này tiêu hồng luyện cần sự hỗ trợ của hắn và việc đó dễ giải quyết trương dịch không ngại giúp đỡ một lần nhưng nếu đòi hỏi một sự hy sinh quá lớn thì câu chuyện lại rẽ sang hướng khác được ta sẽ đồng ý với ngươi trương dịch gật đầu đối với tiêu hồng luyện đây là một cơ hội không lỗ không lãi cô không cần phải trả giá bất cứ thứ gì chỉ là một ít thông tin trong hệ thống mà thôi thông tin đều nằm trong máy chủ của căn cứ chúng ta ta sẽ gửi cho ngươi sau khi quay về tiêu hồng luyện nói vậy các ngươi dự định khi nào quay về trương dịch hỏi tiêu hồng luyện đi mà nói chuyện ở đây đã xử lý gần xong chúng ta cũng nên trở về xây dựng lại căn cứ ngày mai chúng ta sẽ khởi hành còn một việc nữa đó là tái tổ chức lực lượng vũ trang của chúng ta cô hít sâu một hơi trận chiến này chúng ta cũng đã mất mát rất nhiều nói xong cô nhìn trương dịch còn các ngươi không đi sao trương dịch cười nhạt chúng ta cũng sắp lên đường hắn còn muốn quan sát thêm một số việc hơn nữa hắn muốn liên lạc lại với đội điều tra hắn cần chắc chắn rằng tất cả các thi vương ở thành phố thiên hải đã bị tiêu diệt mới có thể an tâm trở lại nơi ẩn náu nếu không với tốc độ lây lan virus của thi vương chỉ cần một con sống sót không lâu sau một trận dịch bệnh kinh khủng có thể lại bùng phát trương dịch và người bạn của mình trở lại khu vực quân sự hắn vẫn giữ thái độ bình thường thậm chí còn cười chào hỏi trịnh dật tiên và những người thuộc bái tuyết giáo hắn không bộc lộ sự hoài nghi đối với bái tuyết giáo cũng như không thể hiện bất kỳ phản ứng nào với sự xuất hiện và biến mất đột ngột của lũ thi triều vào buổi tối tiêu hồng luyện bày tỏ với mọi người ý định rời đi của nhóm họ Bây giờ thành phố Thiên Hải đang trong tình trạng tan hoang, căn cứ dương thịnh của chúng ta cũng chịu tổn thất nặng nề, rất nhiều thứ cần phải làm lại từ đầu. Chúng ta cần phải nhanh chóng trở về để thiết lập lại. Mọi người đều tỏ vẻ hiểu rõ. Tuy nhiên, vào lúc này, Nguyên không giả bất ngờ nói, các ngươi, sau trận chiến này, thành phố Thiên Hải đã mất đi nhiều nguồn lực quý giá. Các nhà cũng chịu tổn thất lớn, và lực lượng chiến đấu cũng suy yếu. Vì vậy, ta quyết định chia sẻ một phần nguồn lực của mình nói xong cô lấy ra năm hộp gỗ nhỏ mọi người đều không xa lạ với những hộp gỗ này toàn bộ thành phố thiên hải các thế lực lớn đều đã từng sở hữu chúng bên trong chứa đựng băng phách mà nguyên không dạ tự mình tách ra đối với nguyên không dạ việc tách ra băng phách không hề dễ dàng bởi vì đó là những tế bào tinh hoa nhất của cô trong cuộc đời mình cô chỉ có thể sản xuất vài trăm viên băng phách mỗi lần sản xuất băng phách cơ thể cô đều trở nên yếu đuối nhưng lần này cô lại chia sẻ cho mỗi nhà trong năm thế lực hiện diện tại đây kể cả đội điều tra cũng nhận được một phần từ cô số lượng có hạn mỗi nhà ta chỉ có thể cung cấp hai viên băng phách nếu ngươi gặp người có thiên phú hãy cho họ sử dụng chúng tuy nhiên nếu ngươi không thể xác định được mục tiêu có tiềm năng tốt nhất nên dành cho những dị nhân hiện tại sử dụng nó có thể kích hoạt tiềm năng của cơ thể con người giúp dị nhân trở nên mạnh mẽ hơn khi nguyên không dạ nói những lời này ánh mắt cô nhẹ nhàng lướt qua các vị thủ lĩnh khi nguyên không dạ lấy ra băng phách trong lòng trương dịch dấy lên một cảm giác lạnh lẽo như đang đứng giữa bão tuyết ở bắc cực và bỗng nhiên bị một con gấu bắc cực chú ý nỗi hoài nghi trong lòng hắn cũng càng trở nên mạnh mẽ nếu như suy đoán của hắn là đúng và năng lực của nguyên không dạ thật sự là thì việc cô phân phát băng phách cho mọi người có ý nghĩa là trong tương lai không xa Cô sẽ tấn công họ, chinh phục họ và sau đó chiếm đoạt sức mạnh của họ. Trương Dịch không khỏi nhớ lại lời Chu Khả Nhi đã nói. Trước đây, khi Nguyên Không Dạ muốn đưa Chu Khả Nhi băng phách nhưng lại bị cự tuyệt, điều này cũng chứng minh rằng việc sử dụng băng phách thực sự phụ thuộc vào quyết định của người nhận, chứ không phải do Nguyên Không Dạ. Tiêu Hồng Luyện, Ngụy Định Hải và Hình Thiên cùng những người khác trên mặt đều toát lên vẻ mừng rỡ. Họ đều là những người đã hưởng lợi từ băng phách trước đây đã dùng băng phách để tạo ra nhóm dị nhân đầu tiên và từ đó thành công trong việc giữ vững vị trí của mình đối với băng phách họ rất khao khát đặc biệt là trong thời điểm như hiện nay họ cần gấp rút tăng cường sức mạnh chiến đấu của thế lực mình và đối với băng phách trong lòng họ không hề nghi ngờ gì từ ban đầu họ đã tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng và xác định rằng loại vật liệu này không gây ra bất kỳ tác động tiêu cực nào đối với cơ thể con người cũng không có khả năng kiểm soát tâm trí do đó, họ có thể an tâm sử dụng. Tiêu Hồng Luyện không chờ đợi lấy ngay băng phách vào tay. Nguyên giáo chủ, cảm ơn ngài rất nhiều, Ngụy Định Hải và Hình Thiên cũng nhanh chóng lấy lấy phần băng phách của mình vào tay. Điên quân vũ không thể hiện cảm xúc gì trên khuôn mặt, nhưng hắn thấy rất thú vị với loại vật này và muốn mang về nghiên cứu. Hắn đến thành phố Thiên Hải cũng có nhiệm vụ phụ là quan sát cấp độ năng lực của nguyên không dạ nếu cô ta thật sự có thể giúp người khác thức tỉnh năng lực mà không tốn quá nhiều đại giá cô sẽ trở thành một dị nhân cấp epsilon đáng sợ rõ ràng với hạn chế về số lượng băng phách cô có thể sản xuất hiệu quả này sẽ có sự suy giảm nhưng vẫn rất có giá trị đặc biệt đối với những dị nhân cấp delta ưu tú như hắn trương dịch mỉm cười giống như mọi người khác hắn cũng mong đợi khi thu nhận băng phách lần này xem như chúng ta thiệt thòi một lần nhân tình của các ngươi về sau nếu cần gì cứ nói một tiếng trương dịch mỉm cười nói với nguyên không dạ và trịnh dật tiên trịnh dật tiên cười càng sâu hơn nguyên không dạ gật đầu về sau chúng ta có thể sẽ trở thành một thể thống nhất hỗ trợ lẫn nhau là điều cần thiết trong lòng trương dịch lại cảm thấy cảnh giác với thêm hai viên băng phách này giờ hắn có tổng cộng ba viên băng phách nếu dựa theo năng lực chúng có thể tạo ra ba dị nhân nhưng chỉ cần chủ nhân không chết năng lực cũng sẽ không quay trở lại người của nguyên không dạ hơn nữa chúng không gây ra bất kỳ phản ứng phụ nào điều này đã được tổ chức của bốn căn cứ lớn xác nhận qua nhiều phương pháp họ có kỹ thuật và năng lực vượt trội so với trương dịch không cần hắn xác nhận thêm nữa trong lòng trương dịch nghĩ thầm mục đích của nguyên không dạ là để các thủ lĩnh thế lực hoặc những dị nhân mạnh mẽ sử dụng băng phách tuy nhiên hắn không có ý định sử dụng vì dù sao cũng khó có thể làm được nhưng trong tương lai hắn có thể cho khả nhi hân hân và khả nhiên sử dụng như vậy có thể tạo ra ba dị nhân mới tuy nhiên tiềm năng của họ sẽ quyết định giới hạn cao nhất của dị năng và điều này khó mà có thể dự đoán đối với việc tiêu hồng luyện và hình thiên sử dụng băng phách sau một hồi suy nghĩ trương dịch quyết định không nhắc nhở họ hắn hiện tại vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng họ nếu nhắc nhở họ có thể sẽ vô tình để lộ sự nghi ngờ của hắn đối với Nguyên Không Dạ. Nếu họ muốn sử dụng thì tùy họ. Miễn là họ không chết, xem ra hiện tại cũng không có vấn đề gì khác. Mọi người cảm ơn Nguyên Không Dạ một cách hào phóng, sau đó rời khỏi giáo đường. Đêm xuống, không ai nói chuyện. Trạng sáng hôm sau, người của căn cứ Dương Thịnh thu dọn hành lý, chuẩn bị trở về. Họ di chuyển nhanh nhẹn, vì vậy quay về cũng rất nhanh còn đối với căn cứ triêu vũ có rất nhiều thương binh cần nghỉ ngơi thêm vài ngày hình thiên và nhóm của hắn mặc dù tổn thất chiến đấu ít nhất nhưng cũng mệt mỏi sau trận chiến gian khổ nên họ cũng dự định nghỉ ngơi trước khi lên đường do đó chỉ có tiêu hồng luyện và nhóm của cô rời đi khỏi trụ sở chính của bái tuyết giáo trương dịch và nhóm của mình tự nhiên là ở lại sau trận chiến sinh tử rất lớn mối quan hệ giữa mọi người đã trở nên hòa thuận hơn trước và có một cảm giác liên kết số phận chung khi trở về đừng quên những điều chúng ta đã hứa trương dịch nói khi tiến đến gần tiêu hồng luyện và mở rộng vòng tay tiêu hồng luyện cười rồi tiến lại ôm trương dịch đừng lo ta sẽ gửi cho ngươi ngay khi về tới nơi dù sao ta cũng rất mong được sự hỗ trợ của ngươi tiêu hồng luyện có dáng vóc cân đối thường mặc trang phục chặt chẽ khi chiến đấu nhưng một cái ôm như thế khiến trương dịch cảm nhận được vóc dáng đầy đặn của cô hắn đáp lại với một cái ôm và vỗ nhẹ lưng cô vậy chúng ta hãy nhớ lời hứa trong lúc hai người đang ôm nhau từ phía xa truyền đến tiếng cãi vã gay gắt ân ừ, cả hai đều tỏ ra tò mò lúc này mọi người đang dọn dẹp sau trận chiến ai lại không hiểu chuyện như vậy nhiều người bị tiếng ồn phía xa thu hút sự chú ý họ thấy một cậu thanh niên và cô gái đang tranh cãi khuôn mặt của cậu thanh niên đỏ bừng nói chuyện rất kích động còn giống như chưa đổi giọng cô gái thì bình tĩnh nói lý lẽ một cách điềm đạm họ không ai khác chính là lý khải nhạc và ngươi gái của hắn từ bội bội nhưng theo không khí hiện trường có vẻ như họ đã chia tay từ bội bội mặc trang phục chiến đấu của căn cứ dương thịnh cách đó không xa sau lưng cô là một sĩ quan cao lớn của căn cứ từ bội bội nhìn lý khải nhạc và nói nhạc nhạc hãy buông tay ra ta đã tìm được một nơi tốt hơn để quay về mong ngươi sẽ hiểu chúng ta giờ không còn phù hợp nữa lý khải nhạc trong mắt đầy sự sợ hãi hắn giờ đã trở nên như vậy chỉ có từ bội bội mới mang lại hy vọng sống sót tại sao trước đây còn tốt đẹp bỗng nhiên cô lại thay đổi liệu có phải chỉ vì hắn thiếu một phần chức năng hay không lý khải nhạc gào lên trong đau khổ bội bội ngươi không thể rời bỏ ta ta cần ngươi vào lúc này ngươi quên chúng ta từng rất hạnh phúc rồi sao ngươi đã nói chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời ngươi quên rồi sao nhìn lý khải nhạc sụp đổ trong mắt từ bội bội lóe lên vẻ tiếc nuối nhưng cô không hề nhu nhược trong thời tận thế cô sống sót đến bây giờ là nhờ vào sự sáng suốt của mình từ bội bội nói với lý khải nhạc ta đã tìm được người thích hợp hơn với mình ta và hắn có thể có cuộc sống tốt hơn khi rời đi hắn mạnh mẽ hơn ngươi và có thể bảo vệ ta đồng thời cung cấp cho ta nhiều nguồn lực hơn nếu ngươi ở vị trí của ta, ngươi cũng sẽ chọn như vậy. Dù mới chưa đến 20 tuổi, nhưng cô đã trải qua nhiều điều trong tận thế, khiến cô trưởng thành một cách nhanh chóng. Nhu cầu cơ bản nhất của mọi người là sống sót. Còn tình yêu chỉ là gia vị trong tận thế, có thể tận hưởng nhưng không thể coi là mục tiêu sống. Tuy nhiên, Lý Khải Nhạc cũng không thể chấp nhận được. Hắn đau đớn khóc nói, "Không, ta không thể. Bội bội, ta yêu ngươi." làm sao hắn ta có thể yêu ngươi hơn ta từ bội bội nhìn lý khải nhạc đang làm trò trẻ con bất đắc dĩ lắc đầu ta nói thật với ngươi trước đây ta tiếp cận ngươi chỉ vì cha ngươi là cha xứ của giáo hội dù ngươi cũng khá tốt làm ta có chút cảm tình nhưng chỉ vì những điều đó ta không thể chọn một người nhỏ tuổi hơn ta cũng không thể bảo vệ ta được tình yêu ở thời điểm này nói thật cũng không phải tự lừa dối chính mình hay chứ phía sau từ bội bội viên quân nhân kia trở nên thiếu kiên nhẫn. Hắn ta lạnh lùng nói với từ bội bội, được rồi, chúng ta sắp phải đi. Lời chia tay cũng cần phải kết thúc. Từ bội bội nhanh chóng quay người, trở lại với vẻ ngoài dễ thương và duyên dáng trước mặt hắn ta. Xin lỗi, ca ca, đã là mất thời gian của ngươi, chúng ta đi thôi, nói xong, cô không quay đầu lại và bắt đầu rời đi theo vị quân nhân kia. Lý Khải Nhạc trợn tròn mắt, ánh mắt đầy sợ hãi và không thể tin hiện tại lý khải nhạc chỉ còn lại từ bội bội hắn tự hỏi nếu mất đi cô mình sẽ sống thế nào bản năng khiến hắn vươn tay ra để níu giữ từ bội 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 ngươi không nên rời bỏ ta ngươi nếu ngươi dám đi ta sẽ chết để cho ngươi xem nhưng lòng kiên nhẫn của từ bội bội đã cạn kiệt cô tức giận đẩy mạnh lý khải nhạc ra và nói với vẻ phẫn nộ lý khải nhạc ngươi đã nói xong chưa bây giờ ngươi đã trở thành thái giám còn mơ về chuyện đó nữa ư Lời này khiến không khí trở nên đột ngột yên lặng. Thái giám Trương Dịch nhăn mặt, không rõ lắm vì sao Từ Bội Bội lại nói như vậy. Liệu cậu thanh niên kia vì quá trẻ, đã gặp sự cố nào đó không may? Lý Khải Nhạc, khi nghe những lời của Từ Bội Bội, dường như đau khổ như người bị sương giá đánh qua. Từ Bội Bội cũng nhận ra mình đã nói quá đáng. Cô cúi đầu và nói, "Xin lỗi." Sau đó, cô vẫn quay người đi cùng với viên quân nhân kia mà không nhìn lại. Cô chỉ muốn sống một cuộc đời tốt đẹp. Cô không có lỗi gì cả. Lý Khải Nhạc đứng yên tại chỗ, nhìn theo từ bội bội và Viên Quân Nhân lên một chiếc xe tải, mất đi sức mạnh để tiếp tục theo đuổi. Bỗng nhiên, từ cổ họng hắn phát ra tiếng kêu đau khổ như thú hoang, rồi chạy điên cuồng về phía xa. Trương Dịch nhận ra danh tính của Lý Khải Nhạc. Tuy nhiên, hắn cũng không quen biết sâu sắc với gia đình Lý kiếm, nên chỉ đứng lặng lẽ quan sát tình hình. Tiêu Hồng Luyện đứng bên cạnh, sau khi chứng kiến sự việc, cười nói, cậu bé này có vẻ chưa từng trải qua xã hội đánh đập. Quá ngây thơ rồi. Nhưng đối với cậu ta, đây cũng là một bài học tốt. Làm sao trưởng thành mà không trải qua đau khổ, trương dịch không chế giảo lý khải nhạc. Trong quá trình trưởng thành, ai cũng từng khao khát tình yêu, phải không? Nhưng quá trình tỉnh ngộ từ mộng ảo đến hiện thực, chắc chắn là gian truân và đau đớn. Tỉnh ngộ là trở thành người lớn chưa tỉnh ngộ thì mãi mãi không thể trưởng thành trương dịch tiễn tiêu hồng luyện đi chỉ một lúc sau hắn nhìn thấy lý kiếm và vợ chạy tới tìm lý khải nhạc có lẽ họ nhận được tin tức về con trai và lo sợ hắn gặp chuyện không lành vẻ mặt của lý kiếm và trương kiến phương đầy lo lắng họ hiểu rõ con trai mình lý khải nhạc từ nhỏ đã được bảo bọc chưa từng trải qua việc đã thích nào vì vậy tính cách của hắn luôn lạc quan vui vẻ nhưng cũng hơi ngây thơ. Gần đây hắn đã trải qua một đả kích rất lớn, tinh thần đã không được ổn định. Bây giờ từ bội bội, người mà hắn coi là trụ cột tinh thần, lại rời bỏ hắn, Lý Kiếm và Trương Kiến Phương tự nhiên lo lắng rằng hắn có thể làm điều dại dột. Họ vội vàng hỏi thăm xung quanh về nơi Lý Khải Nhạc đi. Một số người cho biết hắn đã chạy ra khỏi doanh trại, hướng về phía tây bắc. Lý Kiếm và Trương Kiến Phương vội vàng đuổi theo. Họ đi rất lâu mà không trở lại. Cho đến đêm muộn, mọi người mới thấy họ trở về, nhưng lúc đó, vẻ mặt của Lý Kiếm và Trương Kiến Phương tựa như người mất hồn. Mọi người lập tức đoán được rằng Lý Khải Nhạc có lẽ đã chết. Về sự việc này, không ai muốn thảo luận đến cả. Cái chết đã trở nên quá phổ biến và mọi người đều lặng lẽ chấp nhận. Dù người khác sống hay chết, cuộc sống vẫn tiếp diễn như bình thường vào ngày mai. Hai ngày sau, trương dịch nhận ra rằng mình không thu thập được thông tin hữu ích nào tại bái tuyết giáo trong khi đó tiêu hồng luyện cũng đã gửi cho hắn thông tin mà hắn cần trương dịch cảm thấy không cần thiết phải ở lại lâu hơn vì vậy hắn và biên quân vũ cùng nhóm người của mình đã chào tạm biệt chuẩn bị trở về nơi ẩn náu mọi người đã trò chuyện một lúc nhưng không ai cố gắng giữ hắn lại tuy nhiên trước khi rời đi trương dịch lại tìm biên quân vũ nói biên đội trưởng chúng ta có thể nói riêng với nhau vài lời không biên quân vũ nhìn hắn cười và hỏi có phải ngươi đã thay đổi ý định trương dịch biết hắn ta đang ám chỉ việc hắn đi đến giang nam đại khu hắn mỉm cười không phải vấn đề đó ta chỉ có một số điều mình đang lo lắng muốn thảo luận với ngươi biên quân vũ nhìn về phía các đồng đội của mình mọi người đều tò mò nhìn trương dịch trong đó ngô địch thậm chí còn có vẻ mặt khó chịu họ không biết trương dịch muốn làm gì tuy nhiên biên quân vũ vẫn đồng ý được chúng ta đi nói chuyện riêng ở nơi khác hai người rời xa đám đông đi tới một khu vực hoang vắng bên ngoài doanh trại bái tuyết giáo ở đây không có ai khác người có gì muốn nói cứ nói đi giọng điệu của biên quân vũ vẫn lạnh lùng như thường trương dịch quay đầu nhìn vào má của biên quân vũ thấy rằng nó còn trắng bệch hơn lần đầu họ gặp nhau thậm chí còn trắng hơn cả tuyết đang ở dưới đất màu xanh tím trên môi biên quân vũ làm trương dịch lo lắng cho tình trạng sức khỏe của hắn ta trương dịch biết biên quân vũ không thích vòng vo nên hắn nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề biên đội trưởng ta hy vọng các ngươi có thể ở lại thành phố thiên hải thêm một thời gian biên quân vũ nhìn trương dịch chờ đợi lời giải thích thêm của hắn trương dịch tiếp tục trong nhiệm vụ lần này ta luôn cảm thấy việc kết thúc như này có vẻ như chưa phải là điều chắc chắn từ ngay lúc ban đầu chúng ta giả định rằng thi vương sở hữu trí tuệ cao vậy chúng có thể nhận ra chúng ta đang dàn dựng cạm bẫy để lôi kéo chúng tới không nếu đúng là như vậy tại sao chúng lại tụ tập cùng một chỗ để cho chúng ta dễ dàng xử lý biên quân vũ trả lời một cách tỉnh táo chúng ta đã cân nhắc vấn đề này nhưng cuối cùng những sinh vật biến dị kia không phải con người trí tuệ của chúng cũng có hạn hơn nữa từ trận chiến đó cho đến nay chúng ta cũng không phát hiện bất kỳ hoạt động lớn nào của đám thi trương dịch mỉm cười hỏi biên quân vũ vậy ngươi đã từng thấy sinh vật nào cao cấp hơn thi vương ở bên ngoài kia chưa biên quân vũ không hiểu ý của lời nói này ngươi muốn nói điều gì có thể nói thẳng ra được không ánh mắt sâu thẳm của trương dịch nhìn biên quân vũ hắn biết mình cần phải thuyết phục đội điều tra ở lại thành phố thiên hải sự hiện diện của họ sẽ là một mối đe dọa lớn đối với bái tuyết giáo nếu như mọi chuyện như trương dịch suy đoán, Nguyên không dạ và trịnh giật tiên có thể là kẻ đứng sau lớn nhất. Chỉ cần đội điều tra không rời đi, họ cũng không dám hành động hấp tấp. Ta nghi ngờ, có kẻ đứng sau đang điều khiển thi triều. Việc chúng ta tiêu diệt những con thi vương chỉ là bề nổi. Thậm chí còn có khả năng còn kinh khủng hơn. Trương Dịch nhấn mạnh, nói với biên quân vũ, có thể lần này thi triều dễ dàng giải quyết nhật đích là để đẩy chúng ta ra xa, cũng như để lừa dối gian nam đại khu biên quân vũ dừng lại quay người nhìn trương dịch lạnh lùng trương dịch cảm nhận được ánh mắt sắc bén đằng sau kính mát của hắn hắn tiếp tục cuộc chiến lần này dù có vẻ chúng ta thắng gian nan nhưng ta thấy thật sự quá thuận lợi mọi hành động giống như thi triều cố ý hợp tác với chúng ta ngươi không cảm thấy kỳ quái sao biên quân vũ im lặng một lúc lâu sau đó mới mở miệng hỏi lời ngươi nói có bằng chứng gì không ta cần chứng cứ trương dịch thở dài suy nghĩ một chút cuối cùng lắc đầu một cách bất đắc dĩ tạm thời ta chưa có bằng chứng cụ thể nhưng những điểm đáng ngờ này quả thực là tồn tại biên quân vũ nhếch mép không phải là trào phúng mà giống như đang khích lệ ngươi rất cẩn thận thái độ này rất tốt người cẩn thận có thể sống mệt mỏi hơn nhưng mà khó lòng gặp phải nguy hiểm nhưng ngươi cũng đừng quá lo lắng dù có chuyện gì xảy ra ở thành phố thiên hải với giang nam đại khu mà nói đó cũng chỉ là sự việc nhỏ hắn ta duỗi tay gầy gò dài và xoay ngón tay dù huyên náo thế nào chúng ta cũng có thể dễ dàng kiểm soát trương dịch cười nhẹ không còn yêu cầu gì thêm từ biên quân vũ dù sao từ đầu đến cuối đó chỉ là nghi ngờ của hắn mà không có bằng chứng rõ ràng hắn không trông đợi có thể thuyết phục biên quân vũ nhưng chỉ cần hắn đã gieo rắc mầm mống nghi ngờ trong lòng biên quân vũ, hắn tin rằng với trí tuệ của biên quân vũ, hắn ta cũng sẽ nhận ra điều bất thường. Ta hiểu, nếu ta phát hiện ra điều gì, ta sẽ thông báo cho ngươi trước. Lúc đó các ngươi sẽ không bỏ mặt chúng ta, phải không? Trương Dịch nói một cách đùa cợt. Nhưng câu nói này cũng không hoàn toàn là đùa. Nếu như suy đoán của hắn trở thành sự thật, thì cuối cùng họ sẽ phải đối mặt với kẻ thù đáng sợ hơn nhiều lần so với thi triều, biên quân vũ đẩy kính mát của mình gia nam đại khu kiểm soát tất cả các khu vực nếu có mối đe dọa cấp độ cao xảy ra chúng ta cũng sẽ không ngần ngại hành động tất nhiên nếu ngươi vẫn còn lo lắng sao không cùng chúng ta trở về không nơi nào an toàn hơn bạo tuyết thành trương dịch cười nhẹ chúng ta sẽ xem xét sau sau khi chào tạm biệt mọi người trương dịch dẫn theo chu khả nhi và nhóm của mình lên xe rời khỏi bái tuyết giáo để quay trở về nơi ẩn náu của mình chiếc xe chậm rãi rời khỏi chiến trường đầy thi hài trương dịch nhìn qua kính chiếu hậu ánh mắt đâm chưa nhìn về phía doanh trại bái tuyết giáo tâm trạng phức tạp hắn lấy ra một mảnh vải trắng từ túi áo trên đó đầy những chữ viết nhỏ a à, đây là cái gì vậy chu khả nhi tò mò nhìn thấy thứ trương dịch cầm trong tay nghiêng đầu hỏi trương dịch cất mảnh vải và mỉm cười nói không có gì ta chỉ đổi đồ lót thôi vẻ mặt chu khả nhi lập tức trở nên kỳ lạ ngươi còn có thời gian đổi đồ lót ư, trong suốt 10 ngày chờ đợi tại bái tuyết giáo, họ không có cơ hội tắm rửa. Vì vậy, lời nói của Trương Dịch khiến Chu Khả Nhi nghi ngờ. Nhưng Trương Dịch không giải thích gì thêm, và cô cũng không tiếp tục hỏi rằng. Vài giờ sau, Trương Dịch và nhóm của hắn về đến nơi ẩn náu. Trên đường, họ còn thấy một số zombie lẻ tẻ. Sau khi mất đi sự chỉ huy của thi vương, chúng không có mục đích, lang thang trên cánh đồng tuyết, một số đã bị đóng băng, có lẽ đã chết hoàn toàn. Kể cả những zombie chịu được rét, cũng không thể sống quá lâu trong điều kiện âm 60 độ. Thêm vào đó, khi mất đi nguồn thức ăn, cái chết là điều không thể tránh khỏi. Sau khi trở lại nơi ẩn náu, mọi thứ trong nhà vẫn như bình thường, không có gì thay đổi quá đặc biệt. Dương Hân Hân và những người khác biết rằng Trương Dịch và nhóm của hắn vừa trải qua một trận chiến nguy hiểm. Vì vậy, khi Trương Dịch và nhóm bước vào các cô gái và phụ nữ trong nhà đã vội vàng chạy tới. Ca ca, ngươi không sao chứ? Hân hân đã rất lo lắng cho ngươi, đại ca, các ngươi ở ngoài phiêu lưu, chúng ta chỉ có thể chờ trong nhà. Chúng ta không thể giúp gì được, thực sự, xin lỗi ngươi. Lục khả nhiên tỏ vẻ ấy nấy ở trên khuôn mặt của mình. Trương Dịch mỉm cười, vuốt đầu hai cô gái nhỏ và nói với họ không có gì nguy hiểm mà, chúng ta đều ổn cả, phải không? Mỗi người đều có năng lực riêng, mọi người đều ở đúng vị trí của mình không cần phải quá mức tự trách mình dương mật đang mặc tạp về cùng với chu hải mỹ chuẩn bị một bữa tiệc phong phú chào đón mọi người trương dịch hỏi cô trong thời gian chúng ta vắng nhà có chuyện gì xảy ra ở nơi ẩn náu không dương mật lắc đầu rất yên tĩnh không có gì xảy ra cả trương dịch gật đầu an tâm mọi người quay quần bên bàn ăn lớn cùng nhau vui vẻ dùng bữa họ nhắc đến những chuyện xảy ra tại doanh trại bái tuyết giáo khi nghe về hàng chục vạn zombie vây công doanh trại mọi người vẫn cảm thấy sợ hãi bây giờ thành phố thiên hải không biết còn bao nhiêu người sống sót có lẽ chúng ta là những người may mắn còn sống sót cuối cùng lục khả nhiên có vẻ buồn rầu trên khuôn mặt dù những người sống sót không nhất thiết là thân thiện với họ nhưng suy nghĩ về một thành phố chỉ còn lại vài người mọi người cảm thấy cô đơn và buồn bã tuy nhiên cảm xúc buồn bã này nhanh chóng bị tiếng cạn ly thay thế ít nhất hiện tại họ vẫn đang hạnh phúc sống sót trương dịch không quên hỏi dương mật liệu trong thời gian qua cô có tiếp tục chế tác dị năng thức ăn không hắn rất yên tâm về nguồn cung cấp vật tư hắn thà dùng không hết thức ăn dị năng trong không gian dị năng cũng không muốn thiếu hụt khi mình cần thiết dương mật cười nói mỗi ngày ta đều làm các ngươi ở tiền tuyến chiến đấu ta ở hậu phương cũng không thể nhàn rỗi đúng ta để tất cả trong tủ lạnh Trương dịch suy nghĩ một chút rồi hỏi: “mười mấy ngày qua hiệu quả của dị năng trong thức ăn có giảm không Dương mật cực đầu theo quan sát của ta nếu thức ăn không được tiêu thụ sau 7 ngày hiệu quả sẽ giảm dần sau 10 ngày thì hoàn toàn mất đi Trương dịch âm thầm ghi nhớ đặc tính của dị năng thức ăn này Đây là đặc điểm dị năng của dương mật trong tương lai có thể sẽ rất hữu ích mọi người vui mừng chúc mừng trương dịch và nhóm của hắn khi chiến thắng trở về bữa tiệc diễn ra vui vẻ thời gian nửa ngày trôi qua rất nhanh chóng sau bữa ăn bụng mọi người tròn vo có người còn say khước như từ béo trong trận đại chiến hắn ta sợ hãi đến mức suýt chút nữa làm ướt quần vì vậy khi trở về hắn ta đã thỏa sức thưởng thức một mình giải quyết hai chai rượu vang đỏ cao cấp vưu đại thúc đã phải khiêng hắn ta đến nhà vệ sinh để hắn ta nôn mửa nửa ngày sau đó mới đưa hắn ta trở lại phòng nghỉ. Trương Dịch cũng uống không ít, nhưng khả năng chịu rượu của hắn rất tốt, nên hắn không say. Sau khi bữa tiệc kết thúc, hắn đã gọi Dương Hân Hân đến. "Hân Hân, cùng ta đến phòng điều khiển một chuyến." Dương Hân Hân gật đầu, cùng Trương Dịch đến phòng điều khiển. Trương Dịch mở cánh cửa hợp kim dày của phòng điều khiển và bật đèn. Ánh sáng rực rỡ chiếu sáng căn phòng điều khiển rộng lớn, tràn ngập phong cách tương lai hoa lệ như thể trên một chiến hạm. Ngay cả trần nhà và sàn nhà cũng là màn hình OLED trong suốt. Trương Dịch đẩy Dương Hân hân vào cửa và đóng cửa phòng lại. Có những việc không phải hắn muốn giấu giếm người khác, nhưng hắn muốn tự mình hiểu rõ trước, sau đó mới quyết định có nên chia sẻ với mọi người hay không. Dù sao, một số vấn đề không phải càng nhiều người bàn luận càng tốt, ngược lại có thể gây rối loạn do mỗi người đều theo đuổi quan điểm riêng của mình. Vì vậy, trương dịch thích thảo luận vấn đề với dương hân hân hơn bởi vì cô ấy rất thông minh và giống như trương dịch cũng là người hết sức lý trí trương dịch tiến đến bản điều khiển mở nó ra và xem xét tài liệu mà tiêu hồng luyện gửi đến hắn nhanh chóng thu thập được tài liệu về các nhà lãnh đạo lớn và trợ lý của họ tất nhiên không bao gồm tài liệu của căn cứ dương thịnh trong số những tài liệu này trương dịch thực sự chỉ quan tâm đến thông tin của hai người tình báo Nguyên Không Dạ và Trịnh Dật Tiên. Còn những người khác, chúng chỉ là màn khói, nhằm che giấu mục đích thực sự của Trương Dịch khỏi tiêu hồng luyện. Dương Hân Hân ngồi bên cạnh Trương Dịch, tò mò quan sát hắn mở từng phần tài liệu. Ca ca, ngươi đang làm gì thế? Có thể cho ta biết không, Trương Dịch không giấu giếm suy nghĩ của mình với Dương Hân Hân. Hắn hít một hơi sâu và kể lại những gì mình đã thấy tại trại của bái tuyết giáo, mô tả chi tiết mọi điều cho Dương Hân Hân. Đồng thời, hắn cũng bày tỏ sự nghi ngờ của mình mặc dù hiện tại chưa có bằng chứng cụ thể nhưng ta cảm thấy rằng bái tuyết giáo có thể liên quan đến vụ bạo động gần đây tại thành phố thiên hải nếu đằng sau sự việc này thực sự ẩn chứa một âm mưu lớn nó chắc chắn sẽ đe dọa lớn đối với chúng ta vì vậy ta muốn điều tra kỹ lưỡng vấn đề này nếu không ta sẽ không thể an tâm trong ánh mắt dương hân hân hiện lên vẻ kinh ngạc mặc dù cô không phải là người tin vào thuyết âm mưu nhưng nếu những gì trương dịch nói là sự thật người đứng sau điều khiển tất cả chắc chắn là một kẻ âm mưu cấp cao nhưng hân hân cũng không vội vàng bày tỏ quan điểm của mình dù sao như trương dịch nói mọi thứ hiện tại chỉ là suy đoán cô tiến lại gần hơn và cùng trương dịch xem xét tài liệu của nguyên không dạ và trịnh dật tiên trương dịch mở tài liệu của nguyên không dạ trước tiên tiêu hồng luyện thực sự đã thu thập đầy đủ thông tin bên trong Bản ghi kỹ lưỡng về cuộc đời nguyên không dạ, bao gồm cả bối cảnh gia đình và những trải nghiệm trưởng thành của cô. Sau khi xem xét tài liệu của cô, Trương Dịch và Dương Hân Hân đã rơi vào một khoảng lặng sâu lắng. Tóm tắt cơ bản như sau, Nguyên Không Dạ, 20 tuổi, mang hai dòng máu Trung Quốc và Nhật Bản, sinh ra ở huyện Nara, Nhật Bản. Cha của cô là Nguyên Tùy Vân và mẹ là Kamiko. Cả hai là những tín đồ trung thành của một giáo phái ở Nhật Bản tên là Thần Lý Giáo. Khi Nguyên không dạ 3 tuổi, cô cùng cha mẹ chuyển tới thành phố Thiên Hải, Trung Quốc, sinh sống tại số 256 đường Kim Lăng, khu Trường Lam. Cùng năm đó, Nguyên Tùy Vân và Kamiko đã thành lập chi nhánh thần lý giáo tại thành phố Thiên Hải. Chú thích: Thần lý giáo bị coi là một tổ chức tà giáo tại Trung Quốc và hoạt động chủ yếu dưới bóng tối. Nguyên Tùy Vân giữ chức giáo chủ thần lý giáo, trong khi Kamiko giữ chức đại tế ti. Để thu hút tín đồ họ đã nói dối rằng con gái của họ, nguyên không dạ, sở hữu sức mạnh thần bí, và định rằng cô sẽ trở thành thánh nữ của giáo phái. Nhờ vào sự mê hoặc của tôn giáo, gia đình của Nguyên Tùy Vân nhanh chóng trở nên giàu có. Do đó, Nguyên không dạ đã sống một cuộc sống xa hoa từ nhỏ đến lớn. Trong thần lý giáo, cô được coi như một công chúa. Tuy nhiên, cuộc sống này của Nguyên không dạ kết thúc khi cô 16 tuổi. Trước khi cha mẹ cô đến Nhật Bản tham dự hội nghị thần lý giáo, họ đã gặp tai nạn máy bay và qua đời tại chỗ. Sau cái chết của Nguyên Tùy Vân và Kamiko, các tín đồ của thần lý giáo dần nhận ra rằng họ đã bị lừa dối. Khi còn nhỏ, Nguyên Không Dạ không có khả năng kiểm soát tình hình. Hơn nữa, việc bị phơi bày rằng cô không hề sở hữu thần lực đã khiến cô bị đẩy vào tình thế khó khăn. Giáo lý của thần lý giáo dựa trên quan điểm rằng các tín đồ có thể nhận được sự phù hộ của thần linh thông qua việc quyên tặng tài sản, và sau khi qua đời, họ có thể tiến vào, thần quốc. Người quyên tặng càng nhiều tài sản có thể chọn đời sau tái sinh ở một quốc độ tốt hơn. Vì lý do này, nhiều tín đồ thần lý giáo đã không tiếc hiến dân toàn bộ tài sản của mình cho Nguyên Tùy Vân và Kamiko. Sau cái chết của vợ chồng Nguyên Tùy Vân, những tín đồ tức giận đã muốn đòi lại tài sản của mình. Tuy nhiên, phần lớn tài sản đã bị gia đình Nguyên Tùy Vân tiêu xài hết. Do đó, những tín đồ tức giận đã trút giận lên người của Nguyên Không Dạ, mới chỉ 16 tuổi. Cảnh sát thành phố Thiên Hải đã nhận được báo cáo về vụ việc này vào năm 2046. Vụ án này có tính chất vô cùng nghiêm trọng. Khi được đưa đến bệnh viện, Nguyên Không Dạ đã bị hành hạ đến mức không còn nhận ra cơ thể của cô chịu nhiều vết thương rất sâu. Tuy nhiên, do liên quan đến tổ chức tà giáo và có quá nhiều nhân viên liên quan đến vụ án cách xử lý vụ việc sau đó khá mờ ám kể từ đó nguyên không dạ như đã biến mất khỏi thế giới đời thường khi cô xuất hiện trở lại đó là sau tận thế khi cô bất ngờ thay đổi và trở thành giáo chủ của bái tuyết giáo dựa vào những kỹ năng mê hoặc lòng người học được từ thần lý giáo cô dần mở rộng ảnh hưởng của mình biến bái tuyết giáo thành một trong những tổ chức lớn nhất tại thành phố thiên hải sau khi xem xong tài liệu cá nhân của Nguyên Không Dạ, Trương Dịch và Dương Hân Hân đều trở nên im lặng. Hai người ngồi lặng lẽ trong một thời gian dài, hít thở sâu, nhưng lại không biết phải mở lời như thế nào. Trước đây, khi làm việc tại hệ thống cảnh sát, Tiêu Hồng Luyện đã tiếp xúc rất nhiều với vụ án liên quan đến Nguyên Không Dạ. Cô hiểu rõ về vụ án này, thậm chí còn biết rõ nội dung hồ sơ. Theo tài liệu, số người liên quan đến vụ án lên đến 136 người. Vì vậy, có thể tưởng tượng được rằng quá khứ của nguyên không giả dạ chứa đựng bao nỗi đau thảm khốc sau một hồi lâu trương dịch mới mở miệng thật kỳ lạ khi một người như vậy lại có thể trở thành cứu tinh trong tận thế phải không hắn quay sang dương hân hân ngươi có tin không dương hân hân lắc đầu ánh mắt đượm buồn sau khi trải qua những chuyện như thế tâm trạng không thể nào ổn định được nếu là ta ta cũng sẽ chỉ nghĩ đến việc hủy diệt thế giới này hoặc biến nó thành hình dạng mà ta mong muốn trương dịch ôm cánh tay thở sâu, bây giờ, có một số điều ta đã bắt đầu hiểu ra. Chúng ta và mọi người đều nghĩ rằng trong cuộc khủng hoảng zombie này, bái tuyết giáo là nạn nhân lớn nhất vì mất đi gần 10.000 tín đồ. Lời của Trương Dịch bất ngờ thay đổi, nhưng giờ đây, ta lại nghĩ không phải vậy. Có lẽ Nguyên không dạ chẳng hề quan tâm đến sự sống chết của những người kia. Có thể, cô ấy cố tình sử dụng cái chết của họ để che đậy cho âm mưu của mình. Dương Hân Hân ngẩng đầu, nhìn Trương Dịch, kk ngươi có bằng chứng gì chứng minh điều này không nụ cười khẽ xuất hiện trên khóe miệng trương dịch trước đây thì không nhưng giờ thì có trương dịch không hề nóng vội hắn lại từ tốn chia sẻ những điểm đáng ngờ mà hắn nhận thấy ban đầu ta biết nguyên không dạ sở hữu nhiều loại dị năng đặc biệt không phải một dị năng với nhiều cách ứng dụng mà là nhiều loại năng lực hoàn toàn không liên quan đến nhau như chúc phúc ban ân và các loại năng lực siêu nhân thể khác Thêm vào đó là năng lực hệ băng tuyết, điều này khiến ta cảm thấy quen thuộc. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.